Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay mình đi theo thằng cháu đi bảy chuột theo đường mòn nè. Giờ mình ra tới chỗ chút hả? Rồi. Đó thì đang đợi người, còn một người nữa. Đây, mình tới chỗ rồi. Giờ thì chờ thêm một người nữa rồi lát mình đi ra ngoài đồng cái mình đi thăm những cái gặp chuột. Những cái bẫy lồng á mà mình gài theo cái đường mòn. Hôm nay đi theo thằng cháu nó gài để quay xem. Chỗ mình mới vừa cắt lúa. Giờ này 8 giờ. Xe nè, cái xe mới cắt mới vừa chạy vô nè. Chờ thêm một người nữa lát nữa mình ra mình thăm, mình lại đây mình ngồi mình uống nước chút xíu. Rồi bây giờ bắt đầu mình đi thăm bẫy thôi. Rồi chỗ này ngon quá, đồng mới luôn nè. Nè, quá trời cái đường mới luôn nè. Cái này là ngon nhất luôn, sao văng dập lên thôi. Nó chạy vô trời. Trời ơi, chạy gò ở chỗ kìa. Kìa kìa, nhưng mà nó không vô rồi. Nó bị đờ luôn, nó bị quán gà luôn rồi. Con này á, sáng rồi cũng dính rồi. Nó mới vừa ra mà chắc là nó tung cái dập văng à. Sao mình không đặt mình hứng nó chạy vô? Nó có trong bây giờ đi ra. Đây có mấy vườn quá trời. Mấy này mới cắt rồi chắc không có rượt con chim nữa ha. Có cũng không. Đây đựng con ốc tiêu nè. Dính con đầu tiên. Chuột này là chuột bẫy rồi. Bị rắn dính giò vô lòng. Con đầu tiên. Đó, để chặn đường mòn rồi. Giờ này ở trên kia hát nhận sóng quá trời. Trời ơi, nếu ở giữa đồng hát trên quanh đảo luôn. Ừ. Hát con này mới kia dính con này. Dính rồi. Rồi, cơm hai cái sập. Cái sập cái dính. Con này cũng nhỏ. Một em nữa. Cái này nó cũng đập mà nó không dính. Đập không dính nó chạy đụng. Dính con này nè, con này tung lại đụng sập đó luôn. Ừ, dám lắm ạ. Để hai cái đầu này đầu kia cái nó chạy theo đường mòn. Đường mòn dài với ruộng đặt hai cái, tụi mình ba đặt một cái. Hôm bữa cũng tính làm 100 cái đặt sau hè. Sau hè mình đâu có chuột nhiều. Thì đặt chơi nè. Đặt động. Ừ. Không lại đặt mình có cái để quay thôi. Đợt trước đặt 50 cái vừa rồi. Đợt trước cũng mua 30-40 mà loại bự á, mà nó nhanh xét nó hư chưa à. Tính mua lưới về tự làm á. Mình lên đầu đất mình ấy mấy con cũng nhum. Ừ. Trên đầu đất nhiều lắm. Chất quất 3 cái. Cái này chất quất rồi. Ở đây hai cây bẹo là hai cái nè. Trên đây không? Này, rồi một con bành kỳ. Đó. Cơm. Con này con cơm. Vô. Quá ngon. Cơm bây giờ cũng mấy chục. Sống là 70 mà bằng sẵn 100. Bằng sẵn 100 không? Sống giờ là 70. Sống 70. Bằng đủ ký thì 100. Ừ. Ủa, sập không dính đâu. Rồi hai cái sập luôn mà không dính nè. Con cái sập. Ờ có một cái à. Cái này vẫn còn. Cái đường mòn đi. Ui. Rồi, một con. Ồ bành kia luôn kìa. Đó, quá đã. Giải bự. Bích đùng nữa kìa. Rồi con chim bên đây nữa. Rồi bay rồi.
sát bên luôn, ngay chân cái đùng bít nữa kìa, mới đó, cáo luôn. Cái đùng nó mới bự thêm mới cái kiểu quèo. Mới đây là ở bự rồi ha. Lửa giống như bò, nãy giờ mới được vài bà con chạy lục tung rồi đó, vô qua đó thăm chứ qua anh kia ha. Tôi mở hết cho bà hết mấy ha, đi theo quay phim hết rồi. Ở chỗ mình này, giết rồi cũng không có đâu ấy, chỉ có mấy cái đồng này. Mấy kia tục quá tục. Ừ. Tục nó giảm. Bẫy này mình đặt hay là ra chợ mua? Dính cây rung rinh kìa, đằng kia kìa, đằng cái đèn. Ôi chuột nó chạy kìa. Đó, hai cái dính con cho bự đó. Hai cái dính con nè. Bên kia kìa. Đó. Giờ qua bắt cái con bên đây. Đó. Này, hết rồi. Bốn đứa, sáu đứa. Lên này hát nhạc quá trời. Thấy ba cây ba cái không có con. Đây đừng con. Trời ơi, chút xíu hả? Nhỏ xíu à. Tụi nào lưỡng đặt đây nè. Đặt đây anh nào lưỡng luôn á. Ủa sao kỳ vậy? Nhiều khi coi coi có dính mấy con gắn nó lôi đi. Bởi gì sao mất tiêu con cái kỳ ta. Tiêu con cái lên đây bẹo quá trời nè. Trung Quốc rồi, đây dính được một con nữa nè. Trời ơi em bé, mà em bé. Mấy con này thì mình không có tha nó được, khóa lúa dữ lắm. Rồi bốn cái dính được một con. Đây không dính à? Không có dính, mình cũng không có đập luôn. Được bốn con bự nhìn đỏ. Đi tới luôn hay gì? Hết rồi. Hết rồi hả? Như còn cái bờ kia nãy đi vô là xong á hả? Ừ, cái đó đi anh lúc bên kia, anh dọc bên kia. Sao ở đây không có nhổ cây này không? Có nhổ để luôn đi, đâu bắt thanh cá thôi luôn. Cái kỹ ta. Rồi có mấy con chuột, mới chạy vô hang kìa. Ừ. Mới vô, dính con nữa nè. Con này nhỏ hả? Nhỏ. Đen con đó nè. Nãy mình gọi đèn có con mới vừa chạy vô hang này nữa nè. Nè. Đó, có cái hang đó. Mới gọi đèn thấy nó chạy vô. Đây dính con. Trước có mấy cái bẹo nữa kìa. Chiều cũng có người đào rồi.
đây cái còn nguyên, cái này vẫn còn luôn, cái này còn luôn. Đi coi ruộng cái này đi hồi giống như tập thể dục. Đây cây nè, à đây hai cái nữa hả, hai cái này dính con hả, bự không? Trời ơi, chút nhỏ đấy, cũng bộ rồi đó. Đang đường về nó cho trụ cả. Ông ấy đi giao thông rồi kìa. Không. Năm thầm. Không dính, không dính. Còn nguyên. Còn nguyên luôn. Rồi cung kinh rồi. Giải không? Trời ơi, quá thất vọng. Chuột chuột ép, chuột bảy. Nhỏ nhỏ gọi là thường thường gọi là chuột bảy. Lên trước rồi. Đó đó, sáng là dính đó. Có cái bẹo ở đây rồi, cái trong hả, đâu, à hai cái luôn, hai cái luôn, không có con nào luôn, quá trời cái đường. Ở đây cũng hai cái luôn, ba cái, rồi ba bốn cái luôn, không không xuống luôn, không chạy nào luôn. Trời ơi, quá yên. Sáng bắt cái con này quá trời đường, chạy luôn không có đường, không có bậc chạy, nó chạy chạy lắm đó. Ồ chạy kìa, sáng sáng mới ra. Cái bà này giảm được cái nào luôn. Trực quốc dính dính. Trời ơi, cũng được, giống như có chữa mà xề xề giống như có chữa đó. Nữa người ta kiếm cây sắt á, có cây mà nay đi không có lấy gắn vô thì cũng bộn rồi đó. Rồi ồ chạy bánh kìa, chưa nó chưa qua đây đâu, dính ồ ồ nó bự kìa, ồ nhìn kìa. Đây là chụp tấm hình luôn. Rồi đó. Đây ba cái luôn hả? Ba cái. Ở đây cái gì? Dính đó nè. Dính. Ờ con cá mối. Ờ thấy cái đuôi giật mình. Hàng này thằng ngon á đó. Đó bỏ vô luôn. Hàng này là nướng ha, mỡ hành. Ừ. Quá trời. Nhìn thấy nó mập kìa. Ồ vô biển chuột bập liền. Thôi thôi nó khó khổ rồi. Bạn kia cái nào nó dính hay không? Chứ hình như còn. Thấy cái quai còn. Cái này. Cái quai còn. Chưa có được sập. Cái giờ ông đặt cái giọng cái bờ. Cái bờ này chắc cống nhiều. Mấy bờ cao cao này cống ở không? Nè, đây gắn cái bờ. Ừ. Nó có bên là lỗ là hay dính đó. Đúng rồi, mấy cái lừng mòn này đút đút cái là bụp. Cái này thả nước vô á, nó chảy ra cái đường mòn. Nước ha. Ừ, ừ cái cặp nó dính ra. Rồi. Cái này tung đi rồi. Chắc nó tung rồi. Đập. Đây, để tới đây thăm thử hai cái. Nãy giờ đi trước toàn là chất quốc không. Rồi đập. Trời ơi. Đập mà sập mà cũng không dính luôn nè.
Này chắc cống chạy rồi. Còn tí nữa chạy trước không? Đó mình đi trước mình coi luôn. Trời ơi, quá trời ơi. Ủa nó bự. Ôi. Mày hả bự? Con này con giái bành kia nè. Giái. Quá trời giái rồi. Cái bờ rồi nó chuột chạy đúng quá trời. Thì ở bờ đó đây chuột chạy đúng cái bờ này đúng mấy luôn. Sát bên đây này có một cái nè. Cái này không có sập. Vẫn còn. Nước cho vô rồi. Dính hả? Ồ. Dính một con, hai cái dính được một con. Chèm nhẹp. Ướt nhẹp ơi. Đây cái bị ngập nước nè. Dạ, đang ngập cả. Dài luôn. Về lại đây. Ủa mới thấy chim hay gì? Tiêu rồi, mắt nó tiêu rồi. Bắt cái trạng thái này cũng thù bắt khó bắt lắm. Nó dễ bay phải không? Ừ. Đây hai cây là hai cái. Không có cái nào, không có con nào luôn. Quá cho bạn không chịu vậy. Nhiều khi hồi chiều bị bắt cũng chừng. Quá cho bạn. Cái bạn cũng như một cái không có chuột. Sao mà đặt cái đầu muốn đứt ta? Rồi nó đập rồi kìa, mà không dính. Dính con nè. À dính con chút xíu mình không thấy luôn. Con tí nị. Kìa. Bự à, quá nhìn không thấy. Chuột gắn nó bao nhiêu mà mê đó. Không cỡ đó nó có mấy nữa. Trời ha. Nó yếu. Ừ. Bữa hai bữa chết rồi. À, yếu. Yếu. Mấy bữa bự ăn được á. Ừ. Tại vì mùa này mùa nắng á. Rồi không thấy chuột chạy nữa. Không thấy bờ này cũng dở. Thấy mấy chuột chạy bỏ mai. Mấy cái bờ nhãn này lâu năm nè. Ngon lắm á, cúm nhum đồ này kia rồi. Đó thấy chuột nó chạy rồi mới ha. Lúc đó lo mà quẩy á. Cái này không có. Trời không thấy chạy nhiều. Ừ. Dính. Rồi. Ôi chà bá nó nằm luôn rồi kìa. Hình như là bị chết luôn hay gì vậy? Nhà. Chết rồi. Chết rồi. Để sao kỳ vậy? Nắng. Đặt sớm quá. Đặt sớm hả? Ừ. Hàng chỉ nằm im gu, không thấy nghe tung. Mà bành kia vậy? Đặt sớm quá nắng. Ngủm luôn. Ở trong vườn nó ra mà. Đó. Uổng ghê. Trời ơi, giái bành kia uổng ghê. Không về làm. Để đó úp bỏ tủ lạnh. Đây thành quả thăm. Năm con nhỏ nó rồi con cá mối lú đầu lên. Cá mới cá ngáo nè. Đây thành quả đi nãy giờ đi thăm bảy chuột. Giác dạ, này, rồi. Giác này dính không được nhiều. Chứ gần sáng đi cuốn dính nhiều. Giác này không dính nhiều là chắc sáng dính nhiều. Ừ, đầu hơn không dính nhiều, sáng dính nhiều. Đó. Bây giờ thì đi vô thôi. À, vô xong. Trời, mùa xuân quá trời. Rồi, xin chào buổi sáng cả nhà. Nay hai con cháu mình tiếp tục hồi tối đi thăm mấy cái bảy chuột, bây giờ sáng này đi dở
lấy vô luôn. Nên 5:30 sáng rồi. Dính không? Cái đó dính không? Ờ, cái này hồi tối sảy mà không dính ha. Còn nè, cái này hồi tối luôn chuột nó chạy vòng vòng nè. Không dính luôn. Hai cái heo luôn. Tối mình đi cũng không thấy chạy nhiều. Ở đây hai cái chất quốc luôn. Đây. Một em. Dính nè. Cái này hồi tối mình kia ngập với về lại dính nè. Đang đây nè, đang cái. Giờ hai cái dính được con. Hai cái dính được con. Đây cũng hai cái chất quốc luôn. Một cái sập mà không dính. Quốc luôn. Im quá mà cái chỗ. Quá im. Rồi. Cống rồi, cống, cống. Rồi rồi. Vô cống rồi. Ờ. À, cống tơ, đây một con cống. Rồi, con khè 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 khè. Cậy luôn. Ở vậy chứ. Lâu lâu rồi phải có một con nữa, khu 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 khu. Mà cống tơ. Chuột trái nó chạy ngoài, nó bò bò bò. Vậy mà nó không vô. Rồi, hai cái, ba cái. Bốn cái luôn. Bốn cái. Chút quất luôn. Rồi, ở cái đường mòn. Đi, lừ hết trơn gì mình. Ở đây hai cái cũng. Chút quất luôn. Đi mùa xuân này vậy mà hồi số mũi trời. Đây hai cái dính được con nữa nè. Hơi con nhỏ. Đây cái gặp hồi tối mất. Lại đây ba cái à. 1 2 3 dính được xíu. 4 cái rồi, còn xíu. Với đường con 4 cái với đường con chút xíu. Rồi, thắt rồi. Sáng đi thăm là thắt rồi. Bờ gì cũng tụi. Bờ này chẳng lẽ trong vườn nó chạy ra mới đúng. Đây cái này cho cái rồi cái cuối cùng, cái cuối cùng dính được con nhỏ xíu rồi mọi người. Được quá rồi.
Đây, như hôm nay hai con cháu đi bẫy chuột. Buổi sáng này thì mình đi cuốn bẫy thì chốt quất rồi. Trời cũng đã sáng luôn rồi. Rồi mình cũng xin tạm dừng kết thúc video luôn cả nhà ơi. Mình xin chúc cả nhà xem video vui vẻ và gặp nhiều may mắn nha. Rồi, xin chào mọi người. Bye bye.